cạnh tôi đang là chiếc máy cà phê Vitro, một trong những thương hiệu nổi tiếng của Đức. Đây là chiếc máy được đánh giá cao trên mọi phương diện. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu xem cấu tạo và cái tính năng đặc biệt của chiếc máy này như thế nào nhé. Cấu tạo của máy bao gồm màn hình hiển thị, công tắc on-off, volume điều chỉnh hơi và nước nóng, nút chọn chế độ tạo bọt sữa, nút chọn chế độ mạnh của cà phê, chế độ 2 tách, chế độ 1 tách và volume điều chỉnh lượng cà phê. Cần điều chỉnh vòi cà phê có thể điều chỉnh độ cao thấp khoảng 13 cm. Ngăn chứa vã cà phê và nước thải. Bình chứa nước dung tích 1,2 lít. Vòi để đánh sữa. Trên đây là hai ngăn chứa hạt cà phê. Cần điều chỉnh giữa hai ngăn. Và đây là khay dùng để hâm nóng ly tách. Với hai tính năng đặc biệt của Cafe Bistro khiến chiếc máy này nổi trội hơn so với các dòng máy khác, đó chính là hai ngăn chứa hạt cà phê độc đáo và hệ thống tạo bọt sữa hoàn hảo. Với Bistro, bạn có thể thưởng thức các loại cà phê khác nhau mà không cần phải thực hiện thêm bất kỳ thao tác nào khác, bởi vì Bistro được trang bị hai ngăn chứa hạt cà phê độc đáo có thể chứa được hai loại cà phê khác nhau, và bạn có thể điều chỉnh và kết hợp hai loại cà phê này lại với nhau bằng cần điều chỉnh giữa hai ngăn. Có thể điều chỉnh sang trái, sang phải hoặc cân bằng ở giữa. Và tính năng đặc biệt thứ hai đó chính là hệ thống tạo bọt sữa hoàn hảo. Cafe Bistro được tạp chí Reuters của Đức đánh giá là máy pha cà phê có hệ thống tạo bọt sữa hoàn hảo nhất. Việc tạo một lớp bọt sữa mịn giờ đây sẽ rất đơn giản với hệ thống tạo bọt sữa riêng biệt này. Với ưu điểm này sẽ giúp chúng ta tạo được một lớp bọt sữa dày và mịn, làm tăng thêm sức hấp dẫn cho ly cà phê của mình. Sau đây mình sẽ thử pha một loại thức uống để xem cách vận hành cũng như các tính năng đặc biệt của chiếc máy này. Đầu tiên mình sẽ chọn pha một tách espresso. Trước khi bấm chọn nút chế độ một tách espresso, mình sẽ chọn chế độ mạnh của cà phê. Ở đây có 4 nốt thể hiện từ nhẹ vừa cho đến mạnh. Ở đây mình sẽ chọn 2 nốt. Tiếp theo mình có thể điều chỉnh lượng cà phê bằng volume điều chỉnh. Sau khi hoàn thành xong các bước thì mình chỉ việc bấm nút chọn chế độ một tách espresso. Trong khoảng thời gian 30 giây, chúng ta đã có được một tách espresso thật thơm và ngon. C'est quand même fou l'effet. Tiếp theo mình sẽ thử pha một loại thức uống thứ hai, đó chính là cappuccino, để xem tính năng nổi trội thứ hai là hệ thống tạo bọt sữa này hoạt động như thế nào. Đầu tiên mình sẽ bấm chọn chế độ một tách espresso. Trong thời gian này các bạn có thể rót sữa ra ca dùng để đánh bột sữa. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh bột sữa. Trước khi chọn volume để điều chỉnh hơi và nút nóng thì chúng ta sẽ chọn chế độ tạo bọt sữa. Khi chúng ta ấn nút sẽ thấy đèn hiển thị sẽ chớp nháy liên tục. Nếu trong khoảng thời gian này các bạn vặn volume này thì sẽ không tạo được bọt sữa mà chỉ ra nước nóng. Sau khi đèn hiển thị dừng lại, trên màn hình hiển thị sẽ hiện ra một hình
Khi này, các bạn có thể tạo được bọt sữa. Sau đó chúng ta sẽ chế bột sữa vừa tạo vào ly espresso. Với tính năng đặc biệt này, đối với những bạn yêu thích sáng tạo có thể tạo cho ly cà phê của mình thêm hấp dẫn hơn bằng những hình vẽ đơn giản. Bây giờ chúng ta đã có một tách cappuccino thật đẹp và ngon đúng không nào? Vừa rồi chúng ta đã khám phá hết cấu tạo cũng như các tính năng đặc biệt của Café Bistro. Với những ưu điểm trên, Café Bistro sẽ rất phù hợp với văn phòng cũng như gia đình có nhiều thành viên với nhiều sở thích và nhu cầu khác nhau. Hy vọng video clip này sẽ phần nào hỗ trợ cho các bạn về dòng máy pha cà phê tự động. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip kế tiếp. À tes pieds, il se balance. Couleur, café.